Tóc ngắn dài không quan trọng, quan trọng mình sống thế nào thôi, không? Để cái đầu nó dài, tóc nó đẹp mà không có tình có nghĩa cũng vậy thôi. Tôi quan trọng nhất cái tình nghĩa, còn đầu tóc nó không quan trọng đâu. Lại đi cưng, đến khi nào mà cưng giàu có, cưng thành tỷ phú, cưng có thể nuôi em được, thì cưng hãy mơ tới em. Ta như lòng người mới là thứ dễ dàng thay đổi nhất. Hôm nay họ có thể thiết tha yêu bạn, nhưng ngày mai có lẽ đã tay trong tay cùng một người xa lạ nào đó. Thực ra ta không có quyền oán trách họ, họ không sai. Vì ngày hôm qua khi họ nói lời yêu là họ thật lòng thật dạ, nhưng đó đã là chuyện của ngày hôm qua. Chỉ trách ta cứ sống mãi trong niềm hạnh phúc của ngày hôm qua mà không nhận ra rằng mọi thứ đã là quá khứ. Hôm nay mới chính là hiện thực. Tại sao em thay đổi? Anh vẫn chưa có câu trả lời. Lời chia cắt chưa trên môi mà tay đã buông anh rồi. Nhìn mây trôi mãi, anh chỉ mong muốn ta quay lại. Giờ em lỡ yêu thương ai thì anh chính thức thật. Cả đời đi kiếm người mình thương, đến cuối cùng người mình thương lại là người trong gương. Cái gì mất thì sao, chứ gọi là mất niềm tin, nó là một cái vô cùng khủng khiếp. Khi em mất niềm tin, em sẽ không còn làm được một cái gì cả, kể cả trong công việc, kể cả trong tình cảm. Khi em đến với một cái mối quan hệ tình cảm, đúng không? Nếu như họ làm cho em tổn thương, em mất niềm tin với họ, mà em không vượt qua được cái điều đó đó, thì tất cả những cái mối quan hệ sau đó em sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc. Nỡ yêu ai đậm sâu, sợ mất đi sẽ sâu, rồi tình đầu hoa cũng nỗi đau. Đi dễ là đi xuống dốc, càng ngày càng đi xuống thấp. Khó đi là đường đang đi lên cao, đang leo lên núi. Cho nên càng có những khó khăn, càng có những trở ngại vượt qua được, chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm để sống, có thêm nhiều kinh nghiệm để sống. Nên thấy khó khăn thử thách sao lại phải là tôi không, hãy cứ thử tôi đi, hãy cứ đến, tôi sẵn sàng vượt qua tất cả. Xã hội áp lực anh phải giỏi, người đời áp lực anh phải hư, gia đình áp lực anh phải giàu. Thương em vì ép mình phải đẹp, thương anh vì áp lực phải giàu. Thương cho chúng ta cuộc đời chẳng hẹp, ước mơ nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Tuổi trẻ chúng ta chưa biết mình muốn gì và người kia là cái người như thế nào. Chúng ta không có thông cảm cho nhau, biết người ta là của mình, bất cứ lúc nào mình muốn là phải có liền, chúng ta không chờ đợi được. Rồi mai đây hai chúng ta là người dưng bước qua chân tận. Phụ nữ là tuyệt tác mà tạo hóa sinh ra, nếu không đẹp như hoa thì dịu dàng như cỏ. Cho nên ai cũng có nét đẹp của riêng mình, hà tất cứ lung linh mới gọi là đẹp đẽ. Người cá tính mạnh mẽ, người lặng lẽ ôn nhu, người điềm đạm chỉnh chu, người vô tư thoải mái. Sinh ra là phận gái là phải được nâng niu, không có kẻ cưng chiều thì mình thương mình nhẹ.
điều đau lòng nhất chắc có lẽ là việc bạn dành hết yêu thương cho một người, nhưng họ lại làm tổn thương bạn và bỏ đi. Và bạn chỉ có thể ngồi đó nhìn họ yêu thương người khác theo cách mà bạn từng mong họ sẽ đối xử thế với bạn. Mình gặp những cái người không đúng thời điểm, rồi có nhiều khi đúng thời điểm nhưng gặp không đúng người. Nhiều khi ngay lúc đó họ chưa đủ trưởng thành để gặp được người đó, ví dụ vậy. Em đã từng nghe nói là có ít lựa chọn coi vậy mà nó sướng, nhưng mà có nhiều lựa chọn mới khổ. Đúng lắm, mỗi tối nằm không. Giống như có một bạn nam và một bạn nữ dần nhau. Bạn nam im lặng, bạn nữ im lặng. Họ chiến tranh lạnh với nhau. Và cái người bạn thân của bạn nữ mới nói rằng là: thôi, mày cứ mặc kệ anh ta đi. Và rồi một tuần sau, người bạn thân và người bạn trai kia đi chơi với nhau. Đừng có lơ là các bạn. Gọt xoài thì sao? Đừng để sỏi chúa. Chọn bạn thì đừng để bạn của bố mình. Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Xin khép lại những tháng ngày đau thương, em trở về bên lời kinh của Phật. Những giận hờn và buồn vui tất bật, để một lần buông xuống những niềm đau. Sống hôm nay ai biết được ngày sau, chuyện hôm nào cũng đã thành xưa cũ. Lau nước mắt em mỉm cười làm chủ, tự thương mình em hãy sống thật vui. Phật dạy, tâm ta như thế nào đời ta sẽ như thế ấy. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Chỉ cần con lương thiện, trời xanh tự khắc sẽ an bài. Kiếp người dài ngắn bao lâu, tùy theo thọ mạng lo âu làm gì. Khổ sầu phiền não mà chi, để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng. Dù cho xinh đẹp giàu sang, hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau, tuy rằng hoàn cảnh khác nhau, nhưng tâm đừng chấp giàu nghèo mới hay. Giàu sang dễ bị mê say, nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong. Làm người cần phải thông dong, yên vui tự tại, tấm lòng thanh cao. Cuộc đời sóng gió ba đào, tâm không đắm nhiễm gió nào động lai. Hơn thua thắng bại hằng ngày, thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường. Thế nhân cần có tình thương, đừng nên ỷ thế lấn đường người ta. Tầm nhìn mở rộng cao xa, từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh. Sống cho trọn nghĩa trọn tình, đừng gây quan trái bất bình với ai. Mình còn có lúc cũng sai, nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu. Phật là ta, ma cũng là ta. Trong chánh có tà, trong tà có chánh. Tà cũng như chánh,
chánh không là chánh.